Hello, chào mừng lại đi ta, chào mừng Betty đang sang làm gì ta. Hôm nay mình sẽ kể đến cho mọi người đã là món cua sốt ở tỏi cay. Bây giờ cùng mình bắt tay vào bếp để mà làm món này nha. Cua này thì mình mua xong rồi mình bỏ vào tủ đông để ăn dần á. Cho nên bây giờ nó bị đông đá rồi. Mình sẽ xả nước để mà vệ sinh cái phần cua này nha. Ở đây mình có hai quả bắp, một cái thì mình sẽ cắt quanh tròn, còn một cái thì mình sẽ lấy hạt. Sao đang bơm là năm bên đi bia đi ba ba đó. Dạ. Đúng rồi. Cua lỗ. Nè. Chayo ira na makayo. Chayo ira na kong makayo. Tại vì cái bắp này mình không dám đập tay mạnh, tại vì em bé của mình ngủ á, mọi người thông cảm với mình nha. Nên mình sẽ cắt cái nó ra thành hạt hết. Làm nó vậy nó khắp một cái băng hết cái nhà luôn. Nó chỉ đòi mẹ thôi à. Đây, bắt mẹ. Đây, bắt đi. Phần cua mình đã xử lý xong và mình còn băm thêm một ít tỏi nữa. Bây giờ thì mình bắt chảo lên bếp và họ cho các nguyên liệu vào để nấu nha. Mình sẽ cho cái phần bắp này vào. Mình sẽ cho nước vào. Sau khi mà nước sôi lên thì mình sẽ cho cua vào. Sau 3 phút thì mình sẽ đảo lại thêm một lần. Cuối cùng thì cái món này cũng đảo hoàn thành xong. Bây giờ hãy cùng với mình để mà thưởng thức cái món này nha. Bây giờ hãy cùng mình thưởng thức cái phần cua này nha. Chắc là nóng lắm. Cái phần sốt của nó thấm vào trong cua này rất là ngon. Trời ơi, quá là nóng. Rất là đậm đà luôn. Mà này, mình sẽ ăn bánh mì trước vậy.